Khi mà chia cái người ra đi bạc như bông chim tâm ca. Dòng sông kia cũng có trăm ngàn lối rẽ, ai đâu như làm chi cái mái tranh côn đồ. Xin lỗi, chỗ chữ lối rẽ hơi uổng em. Lối rẽ chị hai ơi, trong đời mà chi cái người ra đi bạc như bông chim tâm. Dòng sông kia cũng có trăm ngàn lối rẽ, ai đâu nhớ làm chi. Các tường để đóng cửa lại. Lấy nội tâm. Dòng sông kia cũng có trăm ngàn lối rẽ, ai đâu nhớ làm chi cái mái tranh con đò nhỏ quê nghèo. Hả, đang hát, đang lấy nội tâm. Dạ. Làm chi cái mái tranh, cái mái tranh. Nhớ làm chi cái mái tranh con đò nhỏ quê nghèo. Được không anh, hay là giống hồi nãy? Dạ. Yeah. Làm chi cái mái tranh con đò nhỏ quê nghèo. Như non hay sao? Con đò nhỏ quê nghèo. Con đò nhỏ quê hay là con đò nhỏ quê. Ca chút xíu chuẩn Thanh Lựu không chứ. Bởi vậy, chào mọi người đang thu âm nha. Nhớ làm chi cái mái tranh con đò nhỏ quê nghèo. Hay không mọi người? Hay không? Trời ơi. Ủa sao tự nhiên livestream của chị mà chị để cái bản mặt em gì vậy? Ta kiếm chị kìa. À, chào tía. Hay á. Còn cái nãy em cho em nghe thử. Yeah. Hình như cái đầu hay hơn. Sao nghe cái đầu nó mùi. Nhỏ Cả nhà ủng hộ sản phẩm của hai chị em sắp tới nha. À giải ba. Ủa có giải chưa? giải ba Tài Tử Tranh Tài, Hoàng Hải. Phát sóng rồi hả? Anh đã giữ đi ha. Vậy cái nào cũng hay, giờ làm cái thứ ba nữa. Ôi giữ nó đi rồi chút xíu mình nghe kỹ rồi. Trời ơi, cái lời này bữa hổm nè. Rồi em xong rồi phải không anh? Này để đây nghe... cho chị Phương thu luôn nè phải không? Cho em nghe cái thoại đi anh. Cố tình bỏ quên. Cho em nghe cái thoại lại. Cái gì giả cho tụi cắp. Cố tình bỏ quên nè cho nên là mất vậy. Em đi thu. Đi qua mới thu lại. Em đi thu là em đem về giùm anh đi, em để vậy có buông rồi. Có không mất mà. Là sao không hiểu luôn. Chị Phương mở thu xong giờ không biết virus nó ăn đâu mất tiêu rồi. Giờ phải tại kêu chị qua thu lại. Vậy nè. Con đò nhỏ lần trước hay hơn, mùi hơn, chất hơn nữa đâu. Yeah. Con đò nhỏ trước hay hơn, mùi hơn, chất hơn. Ngọc Mỹ. À cho em nghe, cho em thu lại cái người ta sẽ không quay lại nữa đâu. Về đi chị hai. Người ta sẽ không quay lại với chị nữa đâu. Máy em đâu? Xong rồi. Máy em đâu? Máy em đâu biết. Trong túi quần em. Cổ lên. Hy vọng rằng sản phẩm này sẽ là một sản phẩm mà mọi người có thể nghe được. Mọi người nghe không được. Thế nào mọi người cũng nghe được. Rồi. Vậy là mình đã có mặt ở bên phòng thu của anh Minh Ngọc. Có thể là tên khác là Ngọc Minh. Và hiện tại chúng ta đang livestream tại căn phòng mà phòng thu của anh ấy và quậy loạn xạ lên hết. Hello. Quậy loạn xạ lên hết. Anh lấy máy em quay đi. Quay chị. Chị ấy à, tắt à. Nè. Chị tới chị. Máy mạng yếu sao? Nè chị coi máy em đi. Wifi